Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thua đậm giờ Nguyễn Xuân Phúc mới lo o bế Tập Cận Bình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì hầu như ai cũng thuần phục Bắc Kinh, chỉ có điều khác nhau về mức độ mà thôi. Chính vì như vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới đảm bảo chính sách thân Trung Quốc từ thế hệ này dẫn đến thế hệ khác. Và từ sau khi hội nghị Thành Đô, Việt Nam ngày một tiến gần hơn với Bắc Kinh, chứ chưa bao giờ dám độc lập. Nền kinh tế Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc, hiện tượng nhập siêu cứ ngày một tăng. Đấy là tình trạng về nền kinh tế. Còn về vấn đề xây dựng cơ bản hoặc xây dựng công nghiệp, thì từ nhiều năm nay, gói thầu EPC luôn rơi vào tay Trung Quốc. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là quả đắng mà Việt Nam đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, mà không dám cắt hợp đồng, đuổi nhà thầu Trung Quốc có quá nhiều sai phạm. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành quyền lãnh đạo cho đến nay, thì Đảng cũng luôn dùng đất nước này, dân tộc này như là một công cụ phục vụ cho Đảng, chứ không phải ngược lại. Và vì thế, chủ quyền đất nước cứ bị đem ra đổi trác từ thế hệ này đến thế hệ khác. Điều đó dẫn tới kết quả đất nước ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc. Nền kinh tế Việt Nam sống nhờ vào thị trường nguyên liệu của Trung Quốc cấp cho. Ấy vậy mà, các lãnh đạo và nhà nước không tách người dân và số phận đất nước này ra khỏi bàn tay Bắc Kinh, mà ngược lại ngày càng khăng khít. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đã làm những điều đó? Đây là hình ảnh từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990, lãnh đạo nào thân Trung Quốc sẽ có sức mạnh tại Việt Nam. Thời ông Nguyễn Văn Linh và ông Đỗ Mười, và là hội nghị Thành Đô, ông Lê Khả Phiêu là hiệp định biên giới trên biển và trên bộ với Trung Quốc. Thời ông Nông Đức Mạnh là 16 chữ vàng và 4 tốt. Thời ông Nguyễn Phú Trọng là ký được 27 văn kiện bí mật giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2017. Như vậy thì từ sau đời ông Lê Duẩn thì mỗi đời Tổng Bí Thư lên luôn củng cố quyền lực cho mình bằng những nhượng bộ trước Bắc Kinh. Ngược lại, để trả công cho những nhượng bộ đó thì sự nghiệp chính trị của các Tổng Bí Thư được đảm bảo. Từ yếu sẽ sang mạnh, từ mạnh trở thành độc tôn. Đấy là những hình ảnh được tổng kết sau hội nghị Thành Đô. Điều đáng buồn là hầu hết những lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đều theo lối mòn đó. Không ai dám đột phá cả. Ông Nguyễn Phú Trọng thì theo mẫu của ông Nông Đức Mạnh trong công tác đối ngoại với Bắc Kinh. Và hiện nay ông Phạm Minh Chính chỉ mới ngồi lên chiếc ghế Thủ tướng, nhưng có vẻ như ông Chính là người học trò xuất sắc của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc học hỏi và gần gũi với Bắc Kinh. Nguyễn Xuân Phúc trước đây đã học theo đường lối của ai là câu hỏi cũng được đặt ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc vốn tiến thân trong môi trường chính phủ. Vì thế, ông Phúc gần gũi với tiền nhiệm của mình hơn. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng thuần phục Bắc Kinh. Tuy nhiên, mức độ thân thiết của lãnh đạo Bắc Kinh thì không như ông Nguyễn Phú Trọng. Sau khi tiếp nhận chiếc ghế thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã làm như vậy. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng tiền bạc để tạo vây cánh. Còn bây giờ, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng làm nhưng không hiệu quả bằng ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Kết quả là ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ ngồi ghế thủ tướng được có một nhiệm kỳ và phải bị mất ghế vào tay ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính từ cơ quan của Đảng đã tạt ngang qua giành lấy chiếc ghế thủ tướng béo bở. Thì có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải mở mắt mà không còn ngủ yên trên chiến thắng nữa. Đây là thất bại rất đau đớn của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vấn đề là lý do tại sao lại như vậy. Sau thất bại của ông Nguyễn Tấn Dũng, chính trường Việt Nam ngày càng chứng kiến sức mạnh của những chính trị gia thần Bắc Kinh. Ông Nguyễn Phú Trọng trở nên mạnh hơn ông Nguyễn Tấn Dũng ở nhiệm kỳ đầu cũng bởi thân thiện với Bắc Kinh. Ông Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Đại hội 12 cũng nhờ thân thiện với Trung Quốc. Ông Trọng ngồi xé bỏ điều lệ Đảng, tự tạo cho mình suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ 3 cũng là nhờ gần gũi với Bắc Kinh. Ông Phạm Minh Chính từ Bí Thư tỉnh về nắm trưởng ban tổ chức dường như cũng khá thân mật với Bắc Kinh khi làm dự án đặc khu Vân Đồn. Ông Phạm Minh Chính đã nhảy ngang qua cướp được chiếc ghế thủ tướng từ tay ông Nguyễn Xuân Phúc dường như cũng do Bắc Kinh chỉ đạo. Như vậy, bao nhiêu đó thôi đủ để ông Nguyễn Xuân Phúc mở mắt ra. Chắc chắn là điều này đã giúp ông Phúc nhận ra nhiều điều.
Hiện nay ai cũng sợ cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng mạnh đến nỗi bắt luôn cả ủy viên Bộ Chính trị rồi hành hạ người này vào tù, ra tòa rất nhiều lần. Sức mạnh như vậy là chưa từng có trong lịch sử. Trước khi đưa ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào lò thì cũng chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người chuyển từ cửa thua sang cửa thắng trước đối thủ đang ở chiếu trên, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc học ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không học ông Nguyễn Phú Trọng. Thân Bắc Kinh có hại cho đất nước nhưng có lợi cho sự nghiệp chính trị của cá nhân, nên nó như một loại ánh đèn thu hút được những con thiêu thần lao vào. Chính những con thiêu thần này đặc biệt không thiêu chính nó mà thiêu số phận đất nước. Nguyễn Xuân Phúc đã tỉnh ngộ, có thể nói khi mà mất chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực và bị đẩy sang chiếc ghế chủ tịch nước hình thức, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải thấm thía sức mạnh của những người làm chính trị không gần gũi Bắc Kinh là một thiệt thòi. Vào ngày 28 tháng 3, Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ đã trình Quốc hội luật đặc khu. Ông Phúc cho rằng cho dù chưa làm tốt công tác hướng dẫn dư luận nên chưa thành công, do đó cần tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Luật đặc khu đã bị tạm hoãn do bị nhân dân biểu tình phản đối vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Đây là dự luật dọn đường cho Trung Quốc vào thuê đất một thế kỷ tại các khu kinh tế. Dự luật này ai cũng biết là có lợi cho Trung Quốc và có hại cho chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, với giới quan chức cấp cao của chính quyền Hà Nội, họ lại thấy khác. Họ thấy đây là cơ hội kết thân với Trung Quốc, tạo quan hệ lợi thế chính trị để tiến lên. Có vẻ như ông Nguyễn Xuân Phúc đã tỉnh ngộ ra rằng ông cần phải làm gì đó để o bế Bắc Kinh nhằm tìm kiếm quyền lực. Nếu như vậy thì đấy là tội đồ của dân tộc. Chủ quyền quốc gia và số phận dân tộc không thể bị đem ra đánh đổi như vậy. Vào sáng ngày 28 tháng 3, giới thiệu quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới 2021-2025 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt văn kiện đại hội 13. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, đô thị nông thôn. Nếu đây là vấn đề quan trọng thì Nguyễn Xuân Phúc lo công việc này, chứ ông lo đến luật đặc khu để làm gì? Hay ông Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng vào có thể gỡ gạc lại chiếc ghế quyền lực mà ông đã để mất vào tay ông Phạm Minh Chính? Không thể được nữa, quá muộn rồi. Đây là hình ảnh phải chăng đến cuối nhiệm kỳ thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã o bế Bắc Kinh. Trong cuộc họp trực tuyến ấy, ông Phúc nói rằng, nhân đây tôi nói rộng hơn, chính phủ đã chỉnh Quốc hội luật đặc khu, nhưng hồi đó nhận thức còn nhiều vấn đề, chúng ta chưa làm tốt công tác hướng dẫn cho dư luận nên chúng ta chưa thành công. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, cũng như đường sắt Bắc Nam, đường sắt Hồ Chí Minh Cần Giờ. Tất cả những vấn đề đó tốn tiền cũng phải làm, phải có nghiên cứu để làm. Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và các lãnh đạo Cộng sản nói riêng, lúc nào cũng nói về lý dân. Tuy nhiên, người Cộng sản thì bản chất từ xưa đến nay vẫn vậy, nói một đường, làm một nẻo. Ý dân là chúng là luật đặc khu, nhưng quan chức thì vẫn muốn phớt lờ. Nguyễn Xuân Phúc đã dọn lên mâm cho Phạm Minh Chính sơi, và sắp rời ghế Thủ tướng, có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nên im lặng, bởi chức vụ sắp tới của ông là Chủ tịch nước, chứ không phải là Thủ tướng. Như vậy, việc ông đề xuất soạn luật đặc khu rồi trình Quốc hội làm ra để cho người kế nhiệm thực hiện, chứ ông Phúc không thực hiện. Công tác hiện nay của ông Phúc là tranh thủ được thực tốt các chính sách khác. Ông Phạm Minh Chính vốn hưởng lợi rất lớn từ chính sách kinh tế có dính dáng đến Trung Quốc. Để có chức Thủ tướng ngày hôm nay, khi còn làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã tận dụng dự án xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn để tạo mối quan hệ chính trị với Trung Quốc. Phần xây dựng đã xong, việc khó khăn nhất bây giờ là làm sao áp dụng được luật đặc khu vào ba khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là xong. Phạm Minh Chính sẽ làm Bắc Kinh rất hài lòng. Những ngày cuối cùng ở vai trò làm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã hối thúc soạn luật đặc khu, rồi cuối cùng ông cũng phải trao bản thảo đó lại cho người kế nhiệm Phạm Minh Chính. Và khi Phạm Minh Chính trình đến Quốc hội khóa 15 thông qua, thì xem như lúc đó công lao với Bắc Kinh, Phạm Minh Chính sẽ hưởng hết. Tuy nhiên, tai tiếng thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải gánh chịu.
Bởi vì nếu dự luật đặc khu mà được thông qua thành luật thì người cho soạn luật là người dân sẽ chửi nhiều nhất. Việc làm này chẳng khác nào. Chính Nguyễn Xuân Phúc cũng làm cỗ dọn lên cho Phạm Minh Chính sời. Đây là hình ảnh dường như ông Nguyễn Xuân Phúc làm để cho ông Chính được sời. Hành động cho khởi động lại luật đặc khu rõ ràng là Nguyễn Xuân Phúc muốn o bế Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi mà đã chắc chắn mất chiếc ghế thủ tướng thì ông Phúc mới o bế Bắc Kinh để làm gì? Hay là ông muốn xây dựng lại lộ trình thâu tóm quyền lực mà ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đã đi? Không thể được nữa. Mọi thứ đối với ông Phạm Minh Chính còn ở phía trước khi ông đã giành lấy chiếc ghế thủ tướng của ông Phúc. Đảng Cộng sản luôn nói về sự vì dân trong các khẩu hiệu. Tuy nhiên, khi thực hiện thì luôn vì ít đảng viên. Còn dân ý thì mặc kệ. Hành động này của Nguyễn Xuân Phúc và những người liên quan khác rồi đây sẽ bị lịch sử ghi lại đầy đủ và sẽ bị người đời lên án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 với bản tin Thua đậm giờ Nguyễn Xuân Phúc mới lo o bế Tập Cảnh Bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.